Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta và toàn bộ vũ trụ đang ở trong một hố đen? Điều gì sẽ xảy ra nếu rìa vũ trụ mà chúng ta không bao giờ chạm tới được thực sự là chân trời sự kiện của một hố đen? Rất nhiều người đã thắc mắc, nếu Big Bang bắt đầu mọi thứ, thì cái gì đã tồn tại trước Big Bang? Một số gợi ý cho rằng, chúng ta phải chấp nhận là chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được câu trả lời cho những câu hỏi như vậy. Xét cho cùng, ngay cả kính viễn vọng không gian mạnh nhất hiện nay là James Webb có thể nhìn xuyên suốt 100 triệu năm sau vụ nổ lớn, nhưng nó vẫn không thể chạm tới những khoảnh khắc đầu tiên của sự tồn tại. Giả thuyết cho rằng Big Bang đã xảy ra khoảng 13,7 tỷ năm trước. Chỉ 10 mũ âm 36 giây sau Big Bang, không gian phồng lên như một quả bóng bay. Các proton và neutron đầu tiên hình thành khoảng 10 mũ âm 6 giây sau Big Bang. Và sau 3 phút, chúng ta đã có nguyên tố đầu tiên, deuterium. Trước Big Bang, một số nhà nghiên cứu cho rằng vũ trụ tồn tại như một điểm duy nhất, dày đặc và vô hạn, được gọi là điểm kỳ dị. Điểm kỳ dị đó đã vỡ ra và không ngừng mở rộng kể từ đó. Điều này về cơ bản là trái ngược với tính chất hố đen. Hố đen cũng là một điểm dày đặc vô hạn trong không thời gian. Tuy nhiên, thay vì phun ra mọi thứ, nó hút mọi thứ vào. Liệu sự hình thành của một hố đen có thể đồng nghĩa với việc tạo ra một vũ trụ mới bên trong nó? Bên trong hố đen là gì? Chúng ta hiện nay mới hiểu về những gì xảy ra bên ngoài hố đen khi một vật thể tiếp cận gần chân trời sự kiện của nó. Giới hạn mà mọi vật đi qua thì nó sẽ không thể quay trở lại. Đường chân trời sự kiện là nơi bạn phải đi nhanh hơn ánh sáng để thoát khỏi lực hấp dẫn của hố đen. Bên trong chân trời sự kiện là nơi các đặc tính vật lý trở nên điên rồ. Các tính toán cho thấy kết cấu của không thời gian bên trong một hố đen hoàn toàn phụ thuộc vào lịch sử của hố đen đó. Nó có thể hỗn loạn, xoắn hoặc có hình dạng nào đó khác. Theo một số lý thuyết, bên trong của một hố đen có một thứ gọi là điểm kỳ dị. Đây là nơi mà tất cả vật chất trong một hố đen bị nghiền nát. Một số người nói về nó như một điểm có mật độ vô hạn ở trung tâm của hố đen. Nhưng điều đó có thể sai. Thực ra, đó chỉ là những gì vật lý cổ điển cho chúng ta biết. Nhưng điểm kỳ dị cũng là nơi vật lý cổ điển bị phá vỡ. Vì vậy, chúng ta không nên tin tưởng mô tả đó. Trong một trường hợp toán học rất cụ thể, điểm kỳ dị trong một hố đen quay có hình dạng là một vòng tròn, chứ không phải một điểm. Nhưng tình huống toán học đó sẽ không tồn tại trong thực tế. Nhiều nhà khoa học nói rằng điểm kỳ dị thực ra là toàn bộ bề mặt không thời gian bên trong chân trời sự kiện. Chúng ta hiện vẫn không biết đó là gì. Có thể là các điểm kỳ dị thậm chí không tồn tại trong các hố đen thực sự. Chất siêu dẫn 3 chiều. Hố đen tích điện nằm trong không gian Anti-de-Schwitzer là loại hố đen rất thú vị, dù chỉ tồn tại trên lý thuyết. Không gian Anti-de-Schwitzer là không gian hyperbolic có độ cong âm như một cái yên ngựa. Dù hố đen tích điện chưa được chứng minh là có thật, từ nghiên cứu các hố đen này, giới khoa học sẽ hiểu hơn về hố đen quay đã được chứng minh có trong thực tế. Cả hai loại có nhiều điểm tương đồng, bổ trợ nhau trong các tính toán. Các nhà vật lý phát hiện ra rằng khi các hố đen này nguội, chúng hình thành đám mây trường lượng tử xung quanh bề mặt. Đám mây này dính vào bề mặt, bị lực hấp dẫn của hố đen kéo vào trong, rồi lại bị đẩy ra ngoài bởi lực đẩy electron của chính hố đen đó. Đám mây trường lượng tử hoạt động ổn định trên một bề mặt còn được gọi là chất siêu dẫn. Các chất siêu dẫn có ứng dụng trong đời thực. Vì vậy, việc nghiên cứu chất siêu dẫn hoạt động như thế nào trong những tình huống đặc biệt như thế giúp chúng ta hiểu được cấu trúc toán học của chúng, từ đó áp dụng vào thực tế. Các hố đen tích điện nằm trong không gian bình thường của vũ trụ thường có vài vùng kỳ dị bên trong. Nằm phía trong chân trời sự kiện là vùng chứa năng lượng lượng tử đậm đặc, được gọi là chân trời bên trong. Phía trong nữa là hố sâu nối với hố trắng, theo lý thuyết. Trong thực tế, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định hố sâu có tồn tại, bởi các định luật toán học không giải đáp được sự tồn tại của các vật sau chân trời sự kiện. Tuy nhiên, các hố đen tích điện bao quanh bởi không gian Anti-de-Schwitzer, hay còn được gọi là hố đen siêu dẫn, không gặp phải vấn đề này.
Trong hố đen siêu dẫn, chân trời bên trong và cả các hố sâu đều bị phá vỡ. Thay vào đó, không gian bên trong các hố đen này dao động theo hiệu ứng Trojanson như các hạt trong chất siêu dẫn bình thường. Hiệu ứng Trojanson là hiện tượng của dòng siêu dòng, tức dòng điện chạy vô thời hạn mà không có bất kỳ điện áp nào được áp dụng trên thiết bị có tên ngã ba Trojanson, gồm hai chất siêu dẫn được ghép bởi một liên kết yếu. Vũ trụ fractal. Sau khoảng không thời gian rung động là vùng sâu nhất của hố đen siêu dẫn. Các nhà nghiên cứu phát hiện những vùng trong cùng này có thể tạo ra vũ trụ đang giãn nở một cách kỳ lạ. Với không gian kéo dài, biến đổi theo tỷ lệ và hướng khác nhau. Hơn nữa, tùy thuộc vào nhiệt độ của hố đen, một số vùng không gian này có thể kích hoạt vòng rung động mới. Sau đó, nó lại tạo ra vùng không gian mở rộng hơn, kích hoạt vòng rung động khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi tạo ra vòng rung động quy mô nhỏ hơn. Điều này tạo ra vũ trụ có hình fractal phân dạng và lặp lại không ngừng, từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ. Tại trung tâm của hố đen hỗn độn và lạ thường này là điểm kỳ dị, điểm có mật độ vô hạn, ngôi nhà của mọi vật chất từng rơi vào hố đen. Fractal là dạng hình học thường gấp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại, có thể tách ra thành từng phần, với mỗi phần giống như hình tổng thể, song ở tỷ lệ thu nhỏ hơn. Đây là dạng do nhà toán học Mandelbrot sáng tạo. Tuy nhiên, với các công thức toán học và định luật vật lý hạn chế, giới khoa học vẫn chưa giải thích được điều gì đang diễn ra tại điểm kỳ dị. Do đó, cần có thêm thời gian để những lý thuyết mới bổ túc cho lực hấp dẫn được trọn vẹn, điều có thể không bao giờ là đủ. Ở thời điểm hiện tại, có những ý kiến cho rằng không thể có những hố đen có thể đạt được kích thước khổng lồ để chứa cả vũ trụ ở bên trong. Điều này cũng không hoàn toàn sai. Theo những hiểu biết hiện tại của con người, hố đen nhỏ nhất được phát hiện cho đến nay có tên IGR-J17091-3624, nhỏ hơn 3 lần khối lượng của mặt trời. Dù nhỏ, hố đen này lại vô cùng dữ dội, có khả năng tạo ra sức gió 32 triệu km/h. Thế nhưng hố đen lớn nhất mà chúng ta từng phát hiện là Phoenix A, có đường kính ước tính khoảng 5 triệu năm ánh sáng. Trong khi có dự đoán toàn bộ vũ trụ có bề ngang khoảng 23.000 tỷ năm ánh sáng. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ có thể quan sát được 1/250 của toàn bộ vũ trụ, chứa 2.000 tỷ thiên hà. Vậy, làm thế nào mà toàn bộ vũ trụ có thể nằm gọn trong một hố đen? Có một số lời giải thích cho vấn đề này, đó là vũ trụ đang giãn nở nhanh đến mức chúng ta không bao giờ có thể chạm tới rìa của nó. Do độ cong mở của không thời gian, vũ trụ của chúng ta rất có thể có hình dạng giống như một chiếc bánh donut. Nếu cố gắng đi ra khỏi rìa vũ trụ, bạn sẽ chỉ có thể đi vòng quanh và đích cuối cùng chính là điểm ban đầu bạn đã xuất phát. Cũng giống như việc bạn không thể đến được rìa vũ trụ, bạn cũng sẽ không thể đến được tâm hố đen. Như Einstein đã quy định thông qua thuyết tương đối hẹp và phương trình mũ hai, thời gian sẽ dừng lại đối với các vật thể chuyển động với tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, một vật thể bị hố đen hút vào sẽ không tồn tại mãi mãi. Thông qua một quá trình được gọi là spaghettification, hiệu ứng sợi mì, trong các vật thể đĩa bồi tụ của hố đen sẽ bị cắt nhỏ về mặt phân tử, trong khi bị mắc kẹt ở thời gian gần như bằng không. Vì vậy, nếu vũ trụ của chúng ta tồn tại trong một hố đen, tồn tại trong một vũ trụ khác, điều đó có nghĩa là thực tế bao gồm một tập hợp các vũ trụ lồng nhau, chứa các hố đen, chứa các vũ trụ. Nếu đúng là mỗi hố đen chứa đựng một vũ trụ riêng biệt của nó, thì hình dạng thực sự của đa vũ trụ là thứ gì đó giống như một cái cây cứ tách ra thành các nhánh, rồi lại tách ra thành các nhánh khác. Theo National Geographic giải thích, lời nhà vật lý Nikodem Poplawski của Đại học Harvard, mỗi hố đen đều đại diện cho một cánh cửa một chiều. Nếu điều này là đúng, thì cái gì đã tạo ra vũ trụ đầu tiên? Lý thuyết vũ trụ hố đen có thể giúp chúng ta giải quyết một số vấn đề khác với vật lý. Nó có thể giúp giải thích năng lượng tối. Năng lượng tối là thứ chưa biết, đang thúc đẩy sự giãn nở của vũ trụ. Không ai biết nó thực sự là gì, hay tại sao vũ trụ không chỉ tiếp tục giãn nở mà còn giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh. Vậy, điều gì sẽ xảy ra
Nếu năng lượng tối là do vật chất từ bên ngoài vũ trụ hố đen của chúng ta bị hút vào hố đen, vật chất từ bên ngoài trở thành năng lượng bên trong và thúc đẩy quá trình mở rộng của chúng ta. Điều này cũng có thể giúp giải thích sự giãn nở sớm và nhanh chóng của vũ trụ sau vụ nổ lớn. Mặc dù lý thuyết vũ trụ hố đen có thể trả lời một số câu hỏi, nhưng nó lại đặt ra những câu hỏi khác. Lý thuyết này không giải thích được tại sao quá trình giãn nở ban đầu của vũ trụ chúng ta lại chậm lại. Chúng ta cũng không biết vật chất từ bên ngoài trở thành năng lượng bên trong như thế nào. Nhưng giả sử chúng ta có thể giải quyết tất cả những vấn đề này, thì làm thế nào chúng ta có thể kiểm tra xem chúng ta có ở trong một hố đen hay không? Các bạn khán giả yêu quý của Thiên Hà TV ơi, chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và đạt thật nhiều thành công. Thiên Hà TV hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta có thể mở rộng thêm vốn kiến thức và hiểu sâu hơn về sự kỳ diệu, bí ẩn của vũ trụ, cũng như những thành tựu mới của nhân loại trong hành trình khám phá không gian vô tận. Chương trình ngày hôm nay đã để lại cho bạn những suy nghĩ gì? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn phía bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết với nhé. Và đừng quên like, đăng ký Thiên Hà TV và bật nút chuông thông báo để đón xem những chương trình mới nhất, hay nhất đến từ Thiên Hà TV các bạn nhé. Và ngay lúc này, những chương trình thú vị dành riêng cho bạn đang hiển thị trên màn hình. Hãy cùng Thiên Hà TV khám phá ngay nhé. 30 tập chương trình, rất mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp đến từ các bạn để chương trình ngày càng hay hơn, hài lòng tất cả mọi người. Cảm ơn sự yêu mến và đồng hành của các bạn.